Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Xin chào cả nhà mình trên kênh Tài 66 Vlog cũng như là kênh của Hạo Nhân Vlog. Thì cô chú anh chị ơi, hiện tại thì hai anh em đang có mặt ở đường Võ Văn Kiệt, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tối hôm nay thì hai anh em đi đến để cũng như là có một buổi tiệc nho nhỏ mà anh Sang muốn gửi đến tất cả các anh em YouTube nữa và cũng như là những người yêu thương ủng hộ shop Hồng Ơ, ủng hộ anh Sang. Thì đến đây để chúc mừng anh Sang, nhưng mà cũng không quên cập nhật và chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình một vài thông tin thật sự là cô chú anh chị mình đang rất là mong chờ anh em để chia sẻ. Thứ nhất thì em muốn chia sẻ đến cả nhà mình đó là cái thông tin mà anh Giang Mai, em gọi là anh Giang Mai cả nhà, thì cô chú anh chị mình cũng biết là anh Giang Mai là ai rồi ạ. Thông tin rằng là chị Ni bị bắt ở sân bay Mã Lai. Ê, bắt luôn hả? Nghe em chấn động vậy. Thì cái thông tin này thì thật sự thật hư ra như thế nào thì cũng chưa có ai kiểm chứng được, chưa có ai biết được cô chú anh chị. Thậm chí là em có hỏi rất là nhiều anh chị thân quen nhưng mà mấy anh chị không trả lời. Mấy anh chị cũng nói là cứ từ từ đi, chờ đợi hai hồi phân giải. Thì hồi lúc nãy thì em cũng có lên một cái video, em cũng có nói rằng là có thể đây là một cái vở kịch mà muốn anh Giang Mai này đi vào. Diễn để cho anh Giang Mai này đi vào. Cô chú anh chị mình biết gì sao mà, tại vì anh Giang Mai này ảnh có gọi là chị Ni toàn là Ni Marco không à, chứ không có gọi là Ni Marco không à, chứ không có gọi, không có dám gọi thẳng tên cô chú anh chị, không dám gọi thẳng tên, nên có thể là chị Ni không có bắt được anh này, không có bắt bài được, không có lạc tẩy được anh này, nên chị Ni đã sắp xếp và dàn dựng ra một cái vở kịch này. Thì đó là theo cái suy nghĩ cá nhân của em, đúng không? Theo như em đúng không? Đúng rồi, em suy nghĩ là phải cho nó đưa luôn cái tên mình ra. Đúng rồi, thì hồi lúc nãy cô chú anh chị trên kênh của thằng Giang Mai này á là có ghi là Nguyễn Thị Minh Thái bị bắt ở sân bay Mã Lai, rồi sau đó thì nó sửa lại tên là Ni Marco của chú anh chị. Thì cả nhà mình thấy có nghi ngờ không? Đó là một cái thứ nhất, đúng không ạ? Cái thứ hai thì em cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn á, trước đó một tiếng đồng hồ thì chị Ni có bình luận trên cái trạng thái của chị Bùm Bùm, trên cái trang bán hàng của chị Bùm Bùm á, trên trạng thái chị Bùm Bùm có ghi một cái trạng thái chị Ni có bình luận trên đó. Cái thứ hai đó là cái thứ hai nha. Cái thứ ba là chị Ni có gọi điện thoại và nói chuyện với lại dì Nụ. Dì Nụ là một cái người gì mà nói chuyện mà gạo gần đây là binh vực yêu thương ủng hộ Hồng Loan và cũng như là chị Ni đó cả nhà. Dạ. Thì dì Nụ cũng nói rằng á là có gọi điện thoại cho chị Ni và cũng như là chị Ni có trả lời, và hiện tại chị Ni đang trên máy bay, chị Nụ cũng có chia sẻ như vậy. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi. Bây giờ em nói với cả nhà mình như thế này nè, nếu chị Ni mà bị bắt ở sân bay Mã Lai đó thì tại sao sớm không bắt, muộn không bắt mà bắt ngay vào cái thời điểm này, đúng không cả nhà? Đúng rồi, tại sao bắt ngay cái thời điểm này, cái thời điểm mà phải nói là khá là quan trọng, cái thời điểm mà Hồng Loan chuẩn bị ra tòa, Hồng Loan chuẩn bị có một cái phiên tòa cùng với lại phía bên mẹ con nhà Cám ở tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 8 đầu tháng 9 này, có thể là cái phiên tòa thật sự rất là căng não, nên có thể là phía bên kia họ dồn dập tấn công nhiều cái mũi tấn công vào. Theo như em nghĩ đó là cá nhân riêng của em. Còn một thông tin nữa, một thông tin nữa cả nhà, thì mới đây cách tầm khoảng 4 đến 5 phút thì chị Bích Trâm có lên một bài viết. Một bài viết đó thì cô chú anh chị mình biết không, là có hình ảnh của anh Linh Tý, chị Bích Trâm, chị Hồng Loan và một người che mặt. Một người che mặt cô chú anh chị, một lát nữa em sẽ đưa hình lên cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái người che mặt này rất là bí ẩn. Ôi, nếu là ba mẹ của chị Bích Trâm, tại sao phải che mặt? Nếu là ca sĩ, nghệ sĩ nào đó, vì sao phải che mặt? Có lẽ là một người bí ẩn, cô chú anh chị. Và có thể là thông tin này á là một cái thông tin mà cực kỳ là quý giá mà chị Bích Trâm muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Nhiều ẩn ý ở trong đó, là muốn nói rằng với mọi người á là hãy yên tâm. Hồi lúc nãy thì chị Bích Trâm đến đây cô chú anh chị cùng với anh Linh Tý, nhưng chị Bích Trâm vì đi ăn uống cũng như là mệt rồi nên chị Bích Trâm về, anh Linh Tý thì ở lại chung vui cùng với lại anh Sang. Thì em có hỏi chị Bích Trâm một câu á, chị Bích Trâm ơi thấy ổn không chị Bích Trâm, thì mình hỏi như vậy thôi, thì chắc chắn là chị Bích Trâm sẽ có cập nhật những thông tin trên mạng xã hội thì chị Bích Trâm sẽ biết. Thì Bích Trâm nói đâu có gì đâu, chị thấy đâu có lạnh gì đâu, chị vẫn rất là bình thường, chị rất là ổn đó. Cái đó là cái thứ ba thứ tư gì rồi cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ em nói với cô chú anh chị mình như thế này nè, nếu mà chị Ni bị bắt ở sân bay Mã Lai thì
anh Linh Tý, chị Bích Trâm và chị Hồng Loan làm gì mà vui vẻ ăn uống ngồi như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Cô chú anh chị mình thấy đúng không ạ? Nếu mà có thông tin bị bắt thì chắc chắn là sẽ, nếu có trong cái cuộc ăn uống vui chơi đó rồi á thì sẽ không có đăng bài đâu, không có đăng bài đâu cả nhà. Tại vì những anh chị đó chung một tem gọi là tem không quay xe, yêu thương ủng hộ cho đến cuối cùng, chứ không phải như những ai kia mà lặt như lặt bánh tráng, đúng không cô chú anh chị? Thì không thể nào được, không thể nào mà gọi là có cái trường hợp mà vui vẻ ăn mừng như vậy được. Phía ở bên kia đó thì có lẽ là họ muốn tung tin để cho hoang mang thôi cả nhà. Hồi chiều để thấy, cho hồi chiều thấy thằng Thám tự gao không? Không, em đừng có gọi tên người ta mà. Em cứ nói là Giang Mai được rồi. Giang chiều thấy Giang Mai không? Ờ Giang Mai sao? Trời ơi, em thấy em hết hồn luôn. Vì sao? Nói nè. Chị đi bị bắt rồi. Mừng quá, vậy nè anh. Đúng không? Có gì luôn. Ăn mừng đúng không? Rồi còn thăm dò anh em số 5 đầu thì điểm nữa, cẩn thận nha, chuẩn bị tới mấy YouTube trước nhà nữa. Làm gì mà phải cẩn thận? Đó. Dạ. Thì em cũng muốn gửi đến cô chú anh chị mình như thế này. Chị Ni á thì ví dụ như cái đó là cái công việc của chị Ni. Thì bây giờ em nói giả dụ nha, em ví dụ trường hợp xấu thôi. Chị Ni được cơ quan chức năng ở bên đó mời, thì tại vì chị Ni cũng đã từng cho chúng ta biết á, là chị Ni đến cái nhà đó để lấy lại tiền cho những người mà gọi là bị dụ dỗ, bị lừa gạt, thì chị Ni giúp đỡ cho những người đó. Thì bây giờ ví dụ như chị Ni mà lỡ như bị cơ quan chức năng mời đi chăng nữa thì chỉ là mời thôi, chứ không phải gọi là bị bắt hay cả nhà, bị bắt mà bị phạt ủ tờ, không có như vậy. Chắc chắn là nhờ cơ quan chức năng, ví dụ như cô chú anh chị mình đó đi sân bay, đi tới cửa khẩu sân bay thì chắc chắn là sẽ có những an ninh rất là thắt chặt và nghiêm ngặt. Ví dụ như em đi mà anh nói anh đi trình báo cái thằng này nó thiếu tiền tôi, nó hoặc là nó tàn trữ cái gì đó, đúng thì rồi. Cơ quan chức năng sẽ giữ em lại, giữ, người ta gọi là bắt làm còn hơn bỏ sót, giữ lại điều tra đó chứ, đúng không? Giữ lại điều tra coi có đúng như là cái lời trình báo không. Nếu anh trình báo sai thì anh sẽ bị phạt, còn nếu em đúng thì em sẽ bị bắt, đúng không? Rồi. Tại vì khi chúng ta đi qua cái cửa khẩu mà đi qua mà cái an ninh sân bay thì nó rất là nghiêm ngặt cô chú anh chị. Cái đó là có thể là do phía bên kia họ, ví dụ trường hợp xấu thì họ chơi chiêu, họ bày thôi, họ chọt thôi cô chú anh chị. Chứ còn vấn đề mà chị Ni đã chia sẻ trên cộng đồng mạng nè, thứ nhất chị Ni cho anh em YouTube ở Việt Nam quay chị Ni mọi lúc mọi nơi, đi đâu cũng quay, thì cái hình ảnh chị Ni sẽ, người ta sẽ biết rất là nhiều. Tại sao không bắt cho chị Ni từ lúc giờ, một năm mấy, hai năm qua rồi ha. Thứ hai là chị Ni là người đại diện phát ngôn cho chị Hồng Loan, đi tới cơ quan chức năng, công chứng, công an, tòa án và cùng kể cả luật sư Tiết Ngọc để giải quyết vụ việc của gia đình cố nghệ sĩ. Tại sao không ai phát hiện ra là chị Ni là một người phạm tội, là một người truy nã, ví dụ vậy. Thứ ba, chị Ni đi qua sân bay rất là nhiều nước, từ trước giờ đi qua Hồng Kông, Đài Loan, rồi đi Thái Lan, đi Mỹ, đi Úc, đi Mã Lai, đi rất là nhiều nước. Tại sao không bắt mà tới ngay thời điểm này thì mới bị bắt? Đó, thì đó là một cái câu hỏi mà đặt ra, cô chú anh chị mình có thể có đồng ý kiến với em không ạ? Nếu đồng ý kiến với em thì cô chú anh chị mình cho em cũng như là cho kênh Hậu Nhân một like, đúng không cô chú anh chị? Theo em nghĩ thế này nha, Giang Mai em nó vu khống nhiều quá. Vu khống, bữa nay mà chơi vu khống nặng luôn. Mà thật sự anh nói với em á, cái thằng này á là nó là cái tính đàn bà, cái tính tiểu nhân, thù dai thù dặt. Vì cái gì? Ví dụ như người ta không thích chơi với mình rồi, thôi thì mình đi kiếm cái chuyện khác mình làm, mình còn giữ lại cái sĩ diện và cái liêm sĩ cho con người của mình nữa. Đằng này á, người ta không chơi với mình, người ta không lấy lựa chọn cái món hàng của mình để đưa vào cái ram hàng của mình, của người ta để người ta bán, vì người ta biết nó không tốt, nó xấu, nên người ta đã loại nó ra rồi, thì nó mới thù dai thù dặt đeo bám mãi luôn và kiếm chuyện đủ thứ mọi chuyện ở chân của chú anh chị. Thì em nghĩ có đúng không, tiểu nhân và đàn bà không, quá đàn bà đúng không, quá đàn bà đó. Thì em muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình vài thông tin như vậy để cho cả nhà mình có thể hiểu được cái sự việc là chị Ni có bị bắt hay không. Thì rất là mọi người cũng đang rất là hoang mang ha, đang rất là hoang mang. Chặt video rồi đó cô chú anh chị. Thì đó là những cái mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Một cái thông tin thật sự rất là quan trọng, đó là cái hình ảnh của chị Bích Trâm mới vừa rồi mới chia sẻ, thì đó là cũng là một cái thông tin để cô chú anh chị mình có thể yên tâm và chờ đợi kết quả, chờ đợi thông tin từ những anh chị em yêu thương và cũng như là chờ đợi thông tin của chị Ni cả nhà. Chúng ta đừng có hoang mang và chúng ta cũng đừng
để cho những kẻ mà gọi là kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt câu chuyện nó đi quá xa và chờ đợi hơn cả nhà. Cái gì cũng vậy, chứng cứ bằng chứng hẳn hoi ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn mình ạ. Dạ.